Hello anh chị em, như vậy là cuối cùng thì thuế trước bạ cũng đã được hỗ trợ 50%, và đây là thời điểm mà rất nhiều anh em quan tâm về cái mức giá xe áp dụng cho những cái mẫu xe lắp ráp trong nước nó sẽ thay đổi như thế nào và giá thành ra sao. Tiện đây thì mình cũng show cho anh em luôn về chiếc Hyundai Custom, một trong những cái mẫu xe MPV ở trong cái phân khúc phổ thông mà nó đang được rất nhiều anh chị em mình tin dùng. Thực sự ở trong phân khúc MPV dành cho gia đình này, nếu mà anh chị em mình có cái tầm tài chính vượt trội hơn hẳn thì rõ ràng là những mẫu xe như là Kia Carnival nó sẽ thỏa mãn được cái nhu cầu sử dụng của mình. Còn với cái mức giá loanh quanh khoảng tầm mà dưới 1 tỷ quay đầu thì mình nghĩ ở thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất Hyundai Custom cũng như là Toyota Innova có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Cụ thể về chiếc Custom này giá bán trong tháng 9 ra sao? Mời anh chị em chúng ta cùng nhau theo dõi hết video nhé. Như anh chị em nhà mình đã biết thì Custom tại Việt Nam nó là một trong những cái mẫu xe rất là mới, nó mới ở Việt Nam thôi chứ nó không hề mới lạ ở những cái thị trường khác. Đây là một mẫu xe được thiết kế là sinh ra dành cho gia đình, đặc biệt là những gia đình đông người với những cái tùy chọn như là 6 chỗ, nhìn nó rất là ok luôn anh em ạ, đặc biệt là cái hàng ghế thứ hai ngồi rất sướng nhá. Đặc biệt là đối với cái phiên bản mà cao nhất ý, thì cái hàng ghế thứ hai này mình cũng đã trải nghiệm một thời gian tương đối dài khoảng tầm 9 tháng thì mình nhận thấy rằng đây chính là vị trí mà ngồi sướng nhất. Còn rõ ràng để mà lái sướng nhất thì khối động cơ 2.0 turbo nó mới có thể mang lại cái trải nghiệm tốt nhất anh em nhé. Thay vì những cái phiên bản thấp hơn như là 1.5 Custom tiêu chuẩn hay 1.5 turbo đặc biệt. Xin phép được nhắc lại với anh chị em là Custom sẽ có 3 phiên bản nhé. 1.5 tiêu chuẩn, 1.5 turbo đặc biệt và 2.0 turbo cao cấp. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lần lượt từng phiên bản một. Đầu tiên là phiên bản là Hyundai Custom 1.5 tiêu chuẩn. Đây rõ ràng là cái phiên bản tiêu chuẩn nhất của dòng xe Hyundai Custom này rồi. Anh chị em vẫn sẽ có một chiếc xe với cái form dáng thiết kế giống hệt như trên những cái phiên bản cao cấp, dài gần 5 mét, khoảng sáng gầm là 170 mm, đi kèm với lại hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Vì đây là phiên bản tiêu chuẩn nên bộ la răng nó chỉ có 17 inch thôi, đồng thời là nó cũng sẽ cắt bớt tương đối nhiều những cái trang bị option khác. Ví dụ như hệ thống đèn LED này hay là hệ thống vành xe thì nó chỉ có 17 inch thôi nha anh em. Nhưng mà vẫn được trang bị đầy đủ, đấy là tự động bật tắt xi nhan trên gương này, rồi là gương chỉnh điện gập điện có sấy. Anh em lưu ý là cái phần ốp hốc lốp trên phiên bản này nó sẽ có màu đen, đồng thời ấy, là đèn bật cửa và cửa sổ trời đôi là nó sẽ không được trang bị trên phiên bản tiêu chuẩn anh em nhé. Đấy, anh em nào thích cửa sổ trời thì phiên bản này không có rồi, rất là tiếc. Còn về phía bên trong nội thất này thì mình vẫn có ghế da vô lăng bọc da đầy đủ hết, cần số dạng nút bấm. Màn hình trên phiên bản này sẽ là hệ thống màn hình giải trí 10,4 inch dạng dọc, đi kèm với lại bốn loa tiêu chuẩn. Ghế lái phía trước thì sẽ có chỉnh điện nhưng không có nhớ ghế anh em nhé. Hàng ghế sau ấy thì sẽ là chỉnh cơ thôi chứ không phải là hàng ghế thư giãn chỉnh điện 10 hướng giống như trên hai phiên bản cao cấp nha. Hơi tiếc một chút khi là hệ thống làm mát và sưởi hàng ghế trước, hàng ghế sau trên phiên bản này thì cũng đã bị cắt hết rồi. Thực sự rất đáng tiếc luôn. Cùng với đó là gói Hyundai Smart Sense sẽ không được trang bị trên phiên bản tiêu chuẩn. Còn lại các gói an toàn khác, ví dụ như là chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, hệ thống camera lùi hay cảm biến áp suất tốt, phanh tay điện tử thì sẽ được trang bị đầy đủ anh em nhé. Cuối cùng là sẽ có 4 túi khí quanh xe. Về mức giá của chiếc Hyundai Custom phiên bản tiêu chuẩn này thì đang được niêm yết mức giá là 820 triệu và anh em sẽ được trừ trực tiếp trên giá bán là 23 triệu. Giá bán thực tế còn thanh toán là 797 triệu. Sau khi áp 50% lệ phí trước bạ thì giá lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 873 triệu, tại Sài Gòn là 865, tại các tỉnh thành thuế 12% là 853 và tại các tỉnh thuế 10% sẽ là 845 triệu. Anh em có thể được vay tối đa cho phiên bản này là 683 triệu, tức là tương đương với 80% giá trị xe. Thời hạn vay tối đa sẽ là 8 năm anh em nhé. Anh em chuẩn bị trước giúp mình khoảng tầm từ 223 cho đến 252 triệu tùy vào khu vực mình đang ở. Số tiền gốc cố định hàng tháng phải trả là 6,6 triệu và tổng cả gốc cả lãi rơi vào khoảng tầm hơn 11 triệu một chút. Phiên bản tiếp theo, đấy là phiên bản Custom 1.5 Turbo, phiên bản đặc biệt. Anh em lưu ý giúp mình là phiên bản này cũng được trang bị khối động cơ giống hệt như trên phiên bản 1.5 Turbo tiêu chuẩn anh em nhé. Nhưng nó sẽ được nâng cấp thêm một số các option tiện nghi. Đầu tiên ấy, là bộ la răng, nó sẽ là bộ la răng 18 inch, rất là đẹp. Đấy, phải nói là rất đẹp luôn. La răng hợp kim 18 inch này, hoàn toàn là đèn LED hết này, nó sẽ khác ở bên ngoài là về phần la răng, cùng với đó ấy, là sẽ được trang bị cả cửa sổ trời đôi, đèn bật cửa và cái ốp hốc lốp thì nó sẽ là được trang bị cùng màu với thân xe anh em nhé. Phía bên trong nội thất ấy, thì về cơ bản nó sẽ tương đồng như phiên bản tiêu chuẩn,
nhưng nó sẽ bị được nhấn mạnh ở cái vị trí hàng ghế thứ hai. Về chức năng giải trí nha, vẫn là màn hình 10,4 inch đi kèm với 6 loa này, nhưng mà ghế chỉnh điện thì mình sẽ được áp dụng cả cho ghế lái và ghế phụ, cùng với đó là hàng ghế sau sẽ là ghế thư giãn chỉnh điện 10 hướng anh em nhé. Đây là một cái nâng cấp rất là ngon. Đặc biệt là xe còn được trang bị luôn cả làm mát và sưởi cho hàng ghế sau, cũng như là cung cấp luôn cả sạc không dây ở cả hai hàng ghế. Cửa trượt sẽ được áp dụng cả hai bên thay vì chỉ một bên giống như trên phiên bản tiêu chuẩn nha anh em. Ngoài ra thì xe sẽ được trang bị thêm là cốp điện thông minh. Còn về tính năng an toàn trên phiên bản này thì nó sẽ tương đồng giống như trên phiên bản tiêu chuẩn, nhưng nó sẽ được bổ sung thêm hệ thống camera 60, đồng thời là nâng cấp thêm 6 túi khí thay vì 4 túi khí như trên phiên bản tiêu chuẩn. Về mức giá của chiếc Hyundai Cutin 1.5 Turbo bản đặc biệt này thì đang được niêm yết mức giá là 915 triệu và anh em sẽ được hỗ trợ 25 triệu trừ thẳng vào giá bán. Giá bán thực tế còn thanh toán là 890 triệu. Nếu lăn bánh ở Hà Nội sau khi áp dụng 50% lệ phí trước bạ thì chỉ còn có 972 triệu, tại Sài Gòn là 962, tại các tỉnh thành thuế 12% là 952 và tại thuế 10% sẽ là 942 triệu. Và mình có thể được vay tối đa cho phiên bản này là 712 triệu anh em nhé. Chuẩn bị trước giúp mình khoảng 249 cho đến 278 triệu tùy vào khu vực mình đang ở. Hàng tháng trả cả gốc cả lãi rơi vào khoảng tầm 12,8 triệu, dĩ nhiên là gốc cố định và lãi sẽ giảm dần theo dư nợ gốc. Phiên bản cuối cùng sẽ là phiên bản Custin 2.0 Turbo cao cấp. Đây là một phiên bản có một cái khối động cơ cực kỳ mạnh anh em ạ. 2.0 Turbo và sẽ cho công suất cực đại là 236 mã lực, mô men xoắn cực đại là 353 Nm. Vẫn là hệ dẫn động cầu trước đi kèm với số tự động 8 cấp. Nhìn chung đối với phiên bản này thì nó sẽ mang cái ngoại thất giống như trên phiên bản 1.5 Turbo đặc biệt anh em nhé. Gần như là rất khó phân biệt. Cái sự khác biệt nó sẽ nằm ở trong khoang nội thất và đặc biệt là nó khác nhau rất nhiều ở gói an toàn. Ở phía bên trong nội thất thì chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ giống như trên phiên bản 1.5 Turbo đặc biệt, nhưng mình sẽ được trang bị thêm là nhớ vị trí ghế lái, đồng thời là làm mát và sưởi cho cả hàng ghế trước luôn nha anh em. Cùng với đó là gói Hyundai Smart Sense được trang bị, tức là mình sẽ có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Cruise Control này. Chúng ta sẽ có thêm cả hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, va chạm khi lùi xe, cảnh báo người ngồi hàng ghế sau, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, giữ làn đường, đèn pha tự động thích ứng, và xe cũng được trang bị là 6 túi khí anh em nhé. Với trang bị thêm như vậy về cả động cơ và về cả gói Hyundai Smart Sense thì rõ ràng là Custin 2.0 Turbo cao cấp này nó sẽ có mức giá niêm yết nó cao hơn so với phiên bản 1.5 đặc biệt là chuyện hết sức dễ hiểu. Mức giá niêm yết cho Custin 2.0 cao cấp là 974 triệu. Và ở thời điểm hiện tại anh em sẽ được hỗ trợ 27 triệu trừ thẳng vào giá bán, tức là mình chỉ còn thanh toán thực tế là 947 triệu. Sau khi áp cái mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ thì xe này lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 1032, tại Sài Gòn là 1022, tại cái tỉnh thuế 12% sẽ là 1012 và tại thuế 10% sẽ là 1002. Anh em sẽ được vay tối đa cho bản này là 758 triệu và chuẩn bị trước giúp mình khoảng tầm từ 264 cho tới 294 triệu tùy vào khu vực đang ở. Số tiền gốc phải trả hàng tháng là 7,9 triệu cố định, còn lãi giảm dần theo dư nợ gốc, tổng cả gốc cả lãi rơi vào khoảng tầm hơn 13 triệu một tháng anh chị em nha. Trên đây ấy, thì mình vừa show cho anh chị em mình đầy đủ về ba phiên bản của Hyundai Custin, một trong những cái mẫu MPV nó đang rất được lòng anh chị em ở thời điểm hiện tại bởi vì cái giá thành nó phù hợp, đồng thời là nó có một kiểu dáng thiết kế cũng như là cái trang thiết bị nội thất bên trong nó rất ok. Nếu anh chị em mình đang quan tâm về mẫu xe này thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà mình đã đính kèm trên video. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị em ở trong những video tiếp theo ạ.